Top 5 loài ồn ào nhất thế giới động vật, tiếng kêu ám ảnh, nghe một lần, nhớ cả đời. Ai mắc bệnh sợ tiếng ồn thì hãy nhớ tránh xa mấy con này ra nha, vì tiếng kêu inh ỏi còi xe ngoài đường có khi còn không bằng tiếng kêu của mấy loài sau đây đâu. 1. Tôm gõ mõ, hay có tên khác là tôm súng, tôm pháo. Nghe cái tên là đủ biết độ ồn ào của chúng rồi, phải không nào? Chúng không trực tiếp tạo ra âm thanh bằng miệng hay bằng cơ thể. Thay vào đó, chúng sử dụng chiếc càng lớn để bắn ra những tia nước với lực cực mạnh đến nỗi tạo ra các bong bóng khí. Khi bong bóng này phát nổ, nó tạo ra một sóng xung kích lan truyền dưới nước được đo ở mức hơn 200 decibel. Thông thường, khoảng 120 decibel là giới hạn chịu đựng của con người rồi. Khi chúng ta bắt đầu cảm thấy đau trong tai, nếu lên tới 160 decibel thì màng nhĩ của chúng ta có thể sẽ bị vỡ. Bởi vậy, nhiều loài động vật dưới nước khi nhìn thấy con tôm này đều biết cách xa ít nhất 2 mét để đảm bảo an toàn. 2. Cá voi xanh. Xếp tụi này vào danh sách ồn ào thì có vẻ hơi oan cho nó, vì tiếng kêu của chúng hay được người ta ví là tiếng hát đại dương. Bài hát này có tần số từ 20 Hz đến 10 Hz, có thể đạt tới mức 188 decibel và nghe được trong bán kính 1.600 km cơ đấy. Những con cá voi lưng gù chỉ hát khi trong mùa giao phối và vì thế người ta đoán rằng mục đích của chúng là giúp cho việc chọn bạn tình. 3. Rời bulldog. Tiếng kêu của loài này thì không ảnh hưởng gì tới con người nhưng mà khá ầm ĩ với đồng loại và kẻ thù của chúng. Vì chúng dùng sóng siêu âm, con người chúng ta không cảm nhận được vì nó nằm ngoài ngưỡng nghe của chúng ta. Theo đo lường, khả năng sóng định vị bằng tiếng vang của chúng có thể đạt tới ngưỡng 140 decibel. 4. Vẹt kakabo hay vẹt cú. Đây là loài vẹt nặng nhất thế giới nên tiếng kêu của chúng cũng không hề nhẹ nhàng. Chúng sẽ phát ra những tiếng gọi giao phối với 132 decibel. Không chỉ vậy, chúng còn là loài vẹt sống lâu nhất, tuổi thọ cao được ghi nhận lên tới 90 năm cơ. 5. Ve sầu. Chắc không cần phải nói nhiều về loài này rồi nhỉ? Ve sầu là loài côn trùng ồn ào bậc nhất thế giới khi có thể tạo ra âm thanh lên tới 120 decibel, to nhất nhì trong giới côn trùng. Khác với các loài côn trùng khác, ve sầu được tạo âm thanh bằng cách dùng hai cái loa làm bằng màng mỏng nằm ở lồng ngực. Tiếng kêu đặc trưng của chúng có mục đích thu hút con cái trong mùa giao phối. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 24 giờ online, đồng hành cùng kênh để cập nhật và khám phá những tin tức thú vị.